như Dương đang đồng hành cùng bạn trong bài dẫn thiền, giúp giải tỏa những cảm xúc đau buồn, mang đến cảm xúc tích cực. Cảm xúc luôn tồn tại vô hình ở trong ta và có sức ảnh hưởng công phá rất lớn đến tâm trí và chi phối thân thể, mọi hoạt động quanh ta. Bởi vậy, việc làm chủ cảm xúc đau buồn, cân bằng năng lượng, cảm xúc tích cực sẽ giúp bạn đón nhận cuộc sống một cách bình an và hạnh phúc. Bạn hãy chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất để ngồi hoặc nằm thiền bạn nhé. Tư thế thư giãn, không gây áp lực cho thân thể, sẽ giúp bạn đạt trạng thái thiền tốt nhất. Bạn có thể ngồi trên bồ đoàn, đệm thiền hoặc ghế mềm hỗ trợ cho vùng mông và cột sống của bạn. Bạn hãy nhắm nhẹ đôi mắt của mình lại. Không cần cố tĩnh tâm, không cố thả lỏng. Lắng nghe một cách bình thường, không gạt các suy nghĩ trong đầu của mình đi. Hít thở một cách tự nhiên, cảm nhận sự thảnh thơi trong mỗi nhịp thở. Mỗi lần bạn thả nhẹ hơi thở ra là một lần thấy toàn thân được thư giãn. Hãy thả lỏng vùng đầu của bạn, thả lỏng vầng trán, thả lỏng hai mắt, thả lỏng cơ mặt. Thả lỏng vùng sau đầu, thả lỏng cổ và hai vai, thả lỏng cột sống lưng, thả lỏng vùng lồng ngực và vùng bụng, thả lỏng vùng đùi và các bắp chân, thả lỏng các khớp chân, khớp tay, các ngón chân, ngón tay. Hãy tiếp tục hơi thở tự nhiên của bạn. Hơi thở là nơi kết nối thiêng liêng toàn thân thể và cảm xúc. Bởi vậy, khi hơi thở dịu đi, mềm và nhẹ dần, là lúc bạn đang thư giãn sâu và ổn định được cảm xúc của mình. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, dòng cảm xúc trong bạn chảy trôi như dòng sông không có điểm dừng. Đừng cố ngăn những dòng suy nghĩ hay cảm xúc của bạn lại. Hãy để suy nghĩ chảy tràn qua tâm trí như dòng sông nhẹ nhàng. Nếu suy nghĩ quá nhiều trong sự căng thẳng hay đè nén, bạn sẽ tạo nên những luồng cảm xúc tiêu cực cho chính mình. Bây giờ, hãy ghi nhận một cách bình an những cảm xúc bạn đã và đang trải qua. Nhận biết rằng quá khứ có nhiều điều tồi tệ, khủng khiếp đã xảy ra và có thể nó tiếp tục xảy ra trong tương lai. Chúng ta sẽ dành một phút để can đảm thừa nhận tất cả những cảm xúc đau buồn tiêu cực đó.
bạn đang làm rất tốt. Bạn đang can đảm thừa nhận những tổn thương và đau buồn như một phần của cuộc sống. Và bạn nhận ra đó là chu kỳ tự nhiên của cuộc đời. Tất cả chúng ta đều không hoàn hảo. Hãy hít thở chậm từng hơi thở để cảm nhận nhịp thở của bạn. Chậm dần, sâu dần. Hít vào, thở ra. Hãy quan sát, thừa nhận những cảm xúc tiêu cực của mình. Hít vào, thở ra. Cho phép những cảm xúc đau buồn đến và đi. Không ghét bỏ phản kháng, bởi cảm xúc là thứ luôn biến đổi. Cảm xúc thuộc về bạn, nhưng bạn không phải là nô lệ của cảm xúc. Bạn cao cả, phi thường hơn rất nhiều. Bạn đang ở đây để nhận biết cảm xúc, cho phép sự đau buồn tiêu cực diễn ra. Bạn ở đây để kết nối với suối nguồn tiềm năng vô tận. Sức mạnh của sự chú tâm thả lỏng tại khoảnh khắc hiện tại sẽ giúp bạn làm chủ những con sóng của cảm xúc đau buồn. Bạn đứng cao hơn những tổn thương của bạn. Bạn đứng cao hơn tất cả những cảm xúc khó chịu kia. Bạn là một tổng thể vật chất tinh thần rộng lớn. Nỗi đau buồn có cách biểu hiện và bộc lộ riêng, và là tín hiệu để bạn kết nối yêu thương bản thân nhiều hơn. Đau buồn dạy chúng ta cách buông tay những điều không cần thiết, làm kiệt quệ năng lượng của bản thân. Đau buồn tồn tại để dạy ta cách làm mới bản thân, nâng cấp toàn diện năng lượng và sự trưởng thành, tỉnh thức ở trong ta. Bởi vậy, ta biết ơn những cảm xúc đau buồn, những sự kiện hay ký ức của chính mình. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng hồi tưởng lại những hạt giống thiện lành trong quá khứ của chính mình bạn nhé. Hạt giống thiện lành trong tâm thức mang đến cho bạn sự tích cực và một tương lai ngọt ngào. Bạn hãy hồi tưởng, ghi nhận những cảm xúc tuyệt vời tích cực, những điều bạn biết ơn, đánh giá cao chính mình. Bạn đã mỉm cười, xua tan đám mây xám nơi nội tâm của ai đó. Bạn nắm tay ai đó thật chặt, xua nỗi cô đơn của họ. Bạn nhường cho ai đó một cơ hội thay đổi số phận. Bạn đã lắng nghe ai đó bằng cả trái tim. Bạn đã hào phóng cho đi và tận hiến, phụng sự công sức của mình cho hoàn cảnh khó khăn. Bạn đã hiến máu, làm thiện nguyện, chăm sóc trẻ mồ côi, người già. Bạn yêu thương bằng ánh mắt hiền từ, nụ cười trìu mến. Bạn cảm nhận nỗi đau của người khác bằng cả tâm hồn, đồng cảm, san sẻ tình yêu rộng mở. Bạn đã vui khi người khác hạnh phúc. Bạn đã chúc mừng ai đó khi họ tiến bộ và vươn lên. Bạn luôn ủng hộ những người xung quanh bằng sự nhiệt thành, tươi mới, đầy năng lượng của bạn. Bây giờ, hãy cùng mở rộng lòng mình, đọc lên trong tâm thức của mình, cùng Hiên Dương bạn nhé. Tôi ghi nhận chính tôi ngày hôm nay đã tốt hơn ngày hôm qua.
tôi ghi nhận chính tôi là sự đặc biệt duy nhất trong hàng tỷ sinh vật của quả đất này. Tôi ghi nhận tôi là một người tràn đầy yêu thương. Tôi không đồng hóa mình với cảm xúc tiêu cực. Tôi ghi nhận sự chân thành, trung thực của chính mình. Tôi ghi nhận chính mình đang mở rộng dung lượng trái tim mỗi ngày. Tôi ghi nhận nội lực của mình đang được chăm sóc và đủ đầy năng lượng đối diện với cảm xúc và chuyển hóa mỗi ngày. Và điều lớn lao nhất mà tôi ghi nhận ngay lúc này là tôi đang có khát khao hạnh phúc. Một người khát khao hạnh phúc, thấu hiểu chính mình, sẽ có chiếc chìa khóa để mở những ô cửa hạnh phúc của bất cứ ai. Trong sự tĩnh lặng của tâm trí, bạn hãy cảm nhận thật sâu từng tế bào của mình, năng lượng của hạnh phúc. Bạn đang cưỡi trên con sóng của đau buồn, cho phép và chấp nhận sự tiêu cực, gieo trồng hạt giống tích cực nơi tâm thức thiện lành. Biết ơn sự can đảm của bạn để đối diện với mọi cảm xúc đau buồn với sự thức tỉnh sâu sắc và liên tục làm mới bản thân với cảm xúc tích cực đáng trân trọng. Hãy tiếp tục hít thở tự nhiên, liên tục thư giãn, cảm nhận, làm mới năng lượng và cảm xúc của chính mình bạn nhé.